Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an các địa phương đã đấu tranh thành công chuyên án triệt phá với các đối tượng hoạt động mua bán dâm trên mạng. Cầm đầu đường dây này là Kiều Đức Cường, sinh năm 1990, ngụ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Hàng tháng, các gái bán dâm phải trả cho người này số tiền dao động từ 4 đến 10 triệu đồng để đăng bài và duy trì trên trang. Theo điều tra, tháng 6 năm 2021, Cường mua một tài khoản trên trang web môi giới mại dâm. Sau đó, Cường dùng tài khoản Zalo có tên là A Lừ kết bạn với nhiều gái bán dâm tại các tỉnh thành, đặc biệt là địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, Cường đăng tải hình ảnh, thông tin và số điện thoại của nhiều gái bán dâm trên trang web môi giới mại dâm để chào hàng. Khách mua dâm khi vào trang web này sẽ lựa chọn các gái bán dâm rồi liên hệ mua bán dâm. Hàng tháng, Cường kiếm được từ 20 đến 50 triệu đồng từ việc môi giới mại dâm. Ngoài Cường, cơ quan công an đã xác định Hà Tiên Sông, ngụ tỉnh Yên Bái và Nguyễn Thị Quyền là những người giúp sức cho Cường trong việc điều hành và quản lý gái bán dâm. Dù việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự để điều tra mở rộng.